bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến bạn 10 cái điều rất là đặc biệt nếu bạn mà muốn khởi nghiệp thành công, muốn trở thành người làm chủ doanh nghiệp thành công, muốn trở thành một người làm kinh doanh thành công, muốn đi cái con đường kinh doanh trọn vẹn, thì bạn cần có 10 cái tính cách, 10 cái suy nghĩ, 10 cái tư duy đặc biệt sau. Và hôm nay mình bắt đầu mình chia sẻ với bạn những cái 10 cái điều tuyệt vời này. Và chúng ta mới online thôi, bây giờ chúng ta tương tác với nhau, chúng ta làm quen với nhau, gặp gỡ nhau để chúng ta kết nối với nhau. Các bạn nào đã quen mình rồi thì các bạn giới thiệu về các bạn để cho các bạn mọi người cũng biết, các bạn vừa xem livestream các bạn biết và mọi người trên khắp mọi miền đất nước này cũng biết về bạn, rồi mình cũng biết về bạn luôn để chúng ta có cơ hội chúng ta tương tác với nhau. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình qua livestream này thì chúng ta comment số 1. Các bạn comment con số 1 xuống. Vâng, chào bạn Minh Ngọc. Để sau cái livestream này thì mình kết nối với các bạn, mình làm quen với các bạn, mình biết các bạn, để chúng ta cùng nhau kết nối nhau. Cảm ơn Facebook, cảm ơn mạng xã hội đã giúp cho chúng ta ngồi ở nhà thôi mà chúng ta vẫn truyền hình trực tiếp với nhau. Cảm ơn bạn Thùy Nhung, cảm ơn bạn Trung Nguyễn, cảm ơn bạn Lâm Đại Quang. Nhờ Facebook mà chúng ta kết nối với nhau, nhờ thế giới online, nhờ Internet mà chúng ta kết nối mọi miền đất nước với nhau. Chúng ta học hỏi nhau, chúng ta làm quen với nhau, cái đó là cái cơ hội để chúng ta phát triển, để chúng ta thành công trong cuộc sống này. Và các bạn cũng nên chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, để gì để các bạn lưu lại, các bạn giữ, các bạn nhớ. Và nếu ai đó mà họ có cái dịp họ xem livestream này và học được một cái điều gì đó hữu ích thì nó rất là ý nghĩa cho cuộc đời họ, nghĩa là bạn đã có giao duyên, chia sẻ cái giao duyên đến người ta rồi. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúng ta lại tiếp tục ha. Vậy thì tất cả những người mà họ khởi nghiệp thành công, họ trở thành cái người kinh doanh thành công thì họ đều có một cái tính cách rất là đặc biệt. Họ phải khác cái nhóm còn lại, các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Họ khác cái nhóm còn lại thì họ mới trở thành một người chủ làm công, họ mới ra họ làm kinh doanh được. Còn nếu mà họ giống như những nhóm người còn lại thì họ vẫn đi làm hàng ngày, họ vẫn đi làm công cho một cái công ty nào đó, họ vẫn làm việc và cứ tới hết 5 giờ chiều thì về, rồi tới tháng lãnh lãnh lương, thì cái đó là một cái tính cách khác. Còn muốn ra làm kinh doanh chúng ta cần phải có một cái tính cách khác. Bạn đừng có mong mà vẫn giữ y cái tính cách cũ mà muốn ra làm kinh doanh được. Vẫn cái tinh thần là đi tìm việc ai đó, mong cho ai đó có cái công việc để mình xin, cái suy nghĩ và cái thói quen học để đi xin việc, thì làm sao mà bạn ra là bạn làm chủ được. Người chủ là cái người phải tạo ra công việc. Chào bạn Vũ Nhi, chào bạn Minh Hòa, chào bạn Nguyễn Thiên Anh. Đó là cái lý do mà mình mới nói các bạn là các bạn cần phải có những tính cách khác. Các bạn vẫn cứ tính cách cũ, cái thói quen cũ, cái suy nghĩ cũ thì làm sao chúng ta làm kinh doanh được. Cứ ngồi muốn và ước mơ thì cũng không có được đâu. Thì bây giờ mình nói cái điều thứ nhất. Cái điều thứ nhất của người làm kinh doanh đó là không bao giờ họ bào chữa cho cái sai lầm. Họ sẵn sàng nhận lỗi về mình. Họ không có đổ thừa đổ lỗi cho người khác. Những cái người còn lại là họ hay bào chữa cho cái sai lầm. Họ không thu nhập cao thì họ đổ thừa cho lúc này cái công việc khó xin quá. Họ đổ thừa cho sếp lúc này khó tính quá. Họ đổ thừa cho thị trường lúc này làm ăn không tốt. Họ đổ thừa cho cái người này dạy họ dở quá người kia. Tức là họ có một cái thói quen bản tính ở trong con người họ là họ hay đổ thừa. Đó. Họ đổ thừa cho cái việc bên ngoài. Những cái gì các bạn đổ thừa đó là cái bên ngoài. Cái bên ngoài. Cái bên ngoài thì nó xuất hiện liên tục. Nó xuất hiện theo năm tháng, nó xuất hiện liên tục. Đó. Thì những cái người mà có tổ chức kinh doanh đó, họ không có đổ thừa. Họ luôn nhìn nhận cái sai lầm về họ. Còn cái những người kia họ cứ trông bóng vào một cái điều gì đó và nếu mà không đạt được thì họ lại đổ thừa. Chào bạn Long Dio, bạn nào mà lần đầu tiên xem livestream mình thì các bạn comment số 1 đi nhé. Họ hay đổ thừa. Họ đổ thừa, hồi xưa cũng vậy các bạn, hồi xưa mình cũng là người hay đổ thừa. Khi mà mình làm không được cái gì là mình đổ thừa, cho tới cái lúc mà mình đã ra làm kinh doanh rồi mình cũng đổ thừa. Cái tính cách đổ thừa nó ăn vào trong con người của mình. Và khi mình có cái xưởng gỗ và cái xưởng gỗ mình thất bại, mình bán nhà bán cửa, mình ra nhà trọ ở,
lúc đó mình vẫn còn đổ thừa. Mình đổ thừa cho cái anh sinh trưởng của mình, mình đổ thừa cho rất là nhiều thứ. Tuy nhiên cái sự đổ thừa hoài nó đâu có giúp cho mình thành công được đâu. Nó không giúp cho mình thành công được. Nên chừng cuối cùng mình mới nhìn nhận lại và mình bắt đầu mình mới phát hiện ra một điều rằng chào bạn Cường Bùi, mình mới phát hiện ra một điều rằng cái xưởng đó là của mình mà, thất bại là mất tiền của mình mà. Mình đổ thừa cho anh xưởng trưởng thì anh xưởng trưởng là do ai tuyển, do mình tuyển mà. Vậy cuối cùng cái nguyên nhân gây ra là của mình. Nên là mình muốn gửi đến các bạn rằng là mọi cái sự việc nào trên đời này nó xảy ra với bạn đều có phần đóng góp của bạn. Dù bạn đổ thừa hay không đổ thừa, bạn cũng góp phần vào việc thất bại. Hoặc là bạn đổ thừa không đổ thừa, bạn cũng góp phần vào cái việc hiện tại bạn thu nhập không có cao. Mình gặp rất là nhiều bạn có thu nhập không có cao, mang tiếng là tốt nghiệp đại học, ở quê vô đại học, lương tháng 10 triệu, 15 triệu, có vợ, có gia đình, có con rồi. Vậy thì cái thu nhập vậy thì làm sao mà sống được nhỉ? Nhưng mà sao bạn vẫn cứ đổ thừa. Đổ thừa do kinh doanh khó quá, do thời thế khó khăn, suốt ngày cứ đổ thừa vậy ạ. Và cái sự đổ thừa nó có cải thiện được vậy không ạ? Và mình gặp những cái bạn đó, mình mới nói rằng là bạn có thấy rằng là cái thu nhập đó nó có xứng đáng với trình độ và cái khả năng của bạn chưa? Một người mà tốt nghiệp đại học mà với cái thu nhập như vậy, bạn có chấp nhận không? Tự nhiên bạn đánh giá thấp cái năng lực của bạn vậy à? Tự nhiên đi ra ngoài thì họ nói họ giỏi lắm, họ biết cái này, họ biết cái kia, nhưng mà làm không đủ tiền nuôi vợ con, mà cứ đi nổ này đi nổ kia thì làm cái gì? Các bạn này, cái thực chất nó mới nói được. Rồi là bắt đầu còn lòe là đổ thừa. 30-40 tuổi đời không có được tiền mua được miếng đất, không có tiền mua được cái căn nhà để ở, vẫn còn đi ở nhà trọ, mà đụng tới cái gì là cũng rên rỉ than thở, rồi đổ thừa. Họ cố tình họ giữ cái cực khổ đó lại, và họ kéo theo rất là nhiều người cực khổ theo họ. Các bạn rút ra điều này nè chưa? Nó là thay vì đổ thừa thì hãy ngồi nhìn nhận đánh giá lại thực sự là mình đang thiếu cái gì, cái điều gì nó làm cho mình giữ yên cái vị trí đó, mình đang thiếu cái kỹ năng gì, mình thiếu cái kỹ năng giao tiếp gì, cái cách sống của mình nó ra làm sao, nó làm cho mình nó như thế nào, tại sao nó lại giữ yên chân của mình nó như vậy, nó làm cho mình không phát triển được. Cái điều gì vậy? Để mình điều chỉnh đi. Chứ cứ qua năm suốt tháng rồi chẳng lẽ là hy vọng một ngày nào đó có thu nhập cao à? Hy vọng ngày đó, một ngày nào đó ông sếp ông tăng lương, không phải. Nó là cái người ra làm kinh doanh đó, nếu mà các bạn vẫn cứ còn cái suy nghĩ đó như vậy á thì các bạn sẽ không bao giờ mà phát triển được. Đây những người làm kinh doanh, ra làm kinh doanh mà cứ đổ thừa cho Facebook. Facebook lúc này sao quảng cáo mắc quá. Bạn phải có cái cách. Nếu mà Facebook quảng cáo mắc thì vẫn nhiều người họ bị cái chi phí quảng cáo mắc đó mà. Thì chúng ta phải cải thiện cái phương pháp gì, cái cách làm gì để chúng ta phát triển hơn. Chứ tại sao chúng ta cứ ngồi chúng ta ra để than thở nó như vậy? Đó là hãy chấp nhận những cái sai lầm của mình và sửa chữa nó. Hãy chấp nhận cái sai lầm của mình và sửa chữa đó. Mình kể cho bạn một nghe cái câu chuyện này, các bạn có sẵn sàng để mình kể cái câu chuyện không ạ? Chào bạn Khánh Linh, chào bạn Thiêm Lạnh, các bạn có sẵn sàng để mình kể câu chuyện này không ạ? Có một bạn có gia đình rồi và kể với mình rằng là vừa rồi là vợ bạn với mẹ chồng á, là mẹ của bạn đó có cãi lộn với nhau. Và bạn có xu hướng nó như thế nào ạ? Bạn có xu hướng là binh cho mẹ mình hơn. Và có xu hướng như thế nào ạ? Trách móc vợ mình nhiều hơn. Nói là vợ mình sai. Nhưng mà bắt đầu bạn mới tâm sự với mình vậy á. Và vừa mẹ chồng với con dâu thì như thế nào ạ? Bị xung đột với nhau. Và bạn hỏi mình bây giờ nó làm như thế nào? Mình mới nói là bây giờ trước mắt á, khi mà đã cái lộn mình không biết bên nào đúng bên nào sai, bởi vì mình không có tham gia vào phi vụ đó, mình không biết đó. Nhưng mà khi hai bên
đã cãi nhau rồi thì chắc chắn rằng bên nào cũng có cái sai trong đó. Bạn đồng ý ra điều nào à? Chắc chắn bên nào cũng có cái sai trong đó. Đó. Không có vụ mà một bên đúng một bên sai. Đã cãi nhau rồi thì bên nào cũng có cái sai đó. Thì cái cách đơn giản để tháo gỡ nó là sao các bạn biết không à? Cách đơn giản để tháo gỡ là cái người đang cho mình đúng á thì hãy tìm cái sai của mình để nhận. À, nhận mình sai cái gì đi. À, chào bạn Vũ Hoàng Kha, lâu lắm rồi. À, lúc này là chắc là bạn mở công ty xây dựng thiết kế nội thất gì tốt lắm rồi phải không bạn Kha ơi? À, trước tiên là phải nhận cái mình sai. Trước tiên là phải nhìn nhận mình có sai cái gì và cái người bên kia cũng phải nhìn nhận cái sai gì. Và bước thứ hai là phải nhìn nhận bên kia đúng cái gì và mình sai cái gì. À, cái mình sai thì mình nhận cái mình sai và cái bên kia đúng là mình phải xác nhận à cái điều đó là đúng, là tự nhiên nó sẽ được giải tỏa ngay. Còn nếu mà cứ căng khăng mình đúng và cứ cho người ta sai thì làm sao mà giải quyết được, không bao giờ giải quyết được. À, các bạn hiểu chưa? Nó là những người mà họ đổ thừa, họ không chấp nhận sai lầm là họ rớt vào cái bế tắc cái chỗ đó, họ luôn mãi bế tắc thôi. Cái cuộc sống nó sẽ bế tắc hoài, cái cuộc sống họ cũng sẽ bế tắc hoài, họ bế tắc từ việc này qua việc khác, bởi vì họ không có chấp nhận cái sai, họ cứ răng cho họ đâu, thì làm sao mà được? À, là họ sẽ bế tắc, việc này họ bế tắc, việc khác họ bế tắc, cuộc sống họ cũng bế tắc, kiếm tiền họ cũng bế tắc. Những cái nhóm với con người vậy thì các bạn biết rồi. Họ gặp đau bế tắc nhưng mà ra ngoài thì nói chuyện giỏi lắm. À, vậy là vừa rồi mình nói cái tư duy số 1, nghĩa là sẵn sàng chấp nhận mình sai và nhận ra mình đang sai gì, và ngày mai ngày mốt mình khắc phục đi, mình sửa sai đi. Để gì ạ? Sẵn sàng nhìn nhận những cái sai lầm của mình, sẵn sàng nhìn nhận cái điểm dở của mình, sẵn sàng nhìn nhận những cái yếu kém của mình. Mình dở gì thì mình nói mình dở. Bản thân mình nói cà lăm thì mình cứ nói các bạn là mình là người nói cà lăm. Đầy những bạn lên comment trên mình đưa cái đoạn này lên YouTube, nhưng nói là cái ông này nói cái lắp nói cà lăm mà nói gì. Đúng rồi, mình đâu có bao giờ mình che giấu mình làm mình là người không nói nắp nói cà lăm đâu. Mình chỉ mong sao là mình cố gắng mình luyện để mình nói tốt hơn, để một ngày nào đó mình không cà lăm tốt hơn. Mình phải nhìn nhận ra cái điều đó. À, đó là điều thứ nhất. Các bạn thấy hồi nãy giờ mình chia sẻ cái điều thứ nhất, các bạn thấy có tuyệt vời. Nếu mà tuyệt vời thì các bạn comment xuống với mình. Các bạn không comment, mình các bạn ghi lại hoặc là các bạn comment trực tiếp luôn thì các bạn nhớ dài hơn. Còn nghe lỗ tai này, chạy qua lỗ tai này nó đi mất tiêu. Và bạn nào chưa chia sẻ lên trên thì chia sẻ về nhà các bạn đi. Cái điều thứ hai là phải có một cái tư duy và suy nghĩ linh hoạt trong mọi tình huống. Ok chưa? Linh hoạt. À, phải suy nghĩ linh hoạt, phải có một cái tư duy rất là linh hoạt. Đừng có cái dạng mà tư duy đóng đinh, phải là như thế này, phải là như thế kia, cái này là nó mới đúng, cái kia nó mới là sai. Không phải vậy. Phải linh hoạt. À, làm kinh doanh là phải linh hoạt, phải năng động. Chứ còn mà bảo thủ cố chấp thì rất khó là làm kinh doanh. Làm kinh doanh không được. Tại vì kinh doanh là bạn gặp rất là nhiều nhóm người, mỗi ngày chúng ta gặp rất là nhiều tình huống khác nhau, nên là chúng ta phải tập cái tư duy thiên biến vạn hóa rất là nhanh nhẹn, sẵn sàng. Và để tập cái đó thì cũng rất là dễ. Người nào mà ăn một món này nè, khó ăn cái món khác nè, người nào cũng ngủ một chỗ này mà ngồi số khó ngủ chỗ khác là những người đó họ không có năng động được. Vì trong tính cách hàng ngày của họ nó đã như vậy rồi. Ăn một cái món gì mới là khó khăn lắm. Thì những người đó là khó thay đổi lắm. Rất khó thay đổi. Cái thay đổi của họ, thay đổi một việc nhỏ đối với họ là nó có gì là ghê gớm. Bởi vì sao? Từ cái suy nghĩ, từ tính cách, từ cái hành vi ăn uống, từ cái giao thiệp, từ cái những cái hành động hàng ngày, nó đều cứ mỗi ngày nó đều cứ giống như vậy, nó nhàm chán không thể tự được. Thì một cái bản năng của người làm kinh doanh á là phải có một cái thái độ gì ạ? Một cái thái độ suy nghĩ rất là uyển chuyển. Cái gì hiệu quả thì chúng ta làm, cái gì không hiệu quả thì chúng ta bỏ qua. Và chúng ta sẵn sàng chạm đến những cái mới, thách thức những cái mới. Bà Nguyễn Chí Công, cái quyển bán hàng online ngay đang ở cái khâu xin phép ạ.
nhà xuất bản họ đang duyệt, họ duyệt tới duyệt lui kỹ lắm. Đó. Nên là xong là mình sẽ báo cho bạn Công đi nha. Đó. Nó là chúng ta cần phải có một cái suy nghĩ rất là năng động, phải rất là linh động, uyển chuyển. Cái suy nghĩ bảo thủ hay là mình gọi một cái từ là suy nghĩ đóng đinh, nó sẽ làm cho bạn chậm tiến. Thanh niên mà, các bạn biết không? Thời buổi này là cái thời buổi mà xã hội rất là năng động, các bạn thấy không? Công nghệ nó ra rất là nhanh, thể hiện là cái người năng động chúng ta mới bắt nhịp được. Các bạn thấy chưa? Mới trước đây có internet rồi bùm một cái là Yahoo. Hồi đó các bạn thấy, các bạn nhớ cái thời đầu là blog không? Blog MyOpera. Bây giờ blog MyOpera không còn trên thời gian nữa. Rồi Yahoo, rồi Yahoo Messenger, rồi blog 360 độ, các thấy toàn bộ những đợt cái bây giờ nó đã đi qua hết rồi. Rồi sao tới gì? Email hồi đó rất là phổ biến, bây giờ mọi người gần như là bắt đầu là một vài năm nữa email cũng sẽ kết thúc rồi. Rồi các bạn thấy bây giờ là mạng xã hội, YouTube. Các bạn thấy bây giờ người ta làm việc bên inbox á, người ta đâu thèm dùng email nữa đâu, chỉ có một số cái doanh nghiệp thôi. Hồi kia các bạn thấy không? Cái computer rồi tới cái laptop, bây giờ các bạn thấy mọi thứ hầu như người ta dùng smartphone. Rồi các bạn thấy cái công nghệ nó thay đổi không? Bây giờ là các bạn thấy liên tục mọi người nói tới blockchain, tới AI, trí tuệ thông minh nhân tạo, các bạn thấy cloud, big data, các bạn thấy chấm năng động kinh khủng, rất là năng động. Thế mà cái con người của chúng ta suy nghĩ theo cái kiểu rất là bảo thủ, phải là cái này, phải là cái kia, phải là cái nọ. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta cũng phải uyển chuyển, làm cái chứ là chúng ta phải uyển chuyển, suy nghĩ chúng ta cũng phải uyển chuyển. Chúng ta đừng có dựng ra cho ta những cái hàng rào. Tự nhiên dựng những cái hàng rào rồi nhớ cái cuộc đời của chúng ta lại làm như vậy à? Một trong những cái mà để đo lường cái kết quả cuộc sống của chúng ta tốt nhất là hãy nhìn cái cuộc sống của chúng ta. Nếu mà cái cuộc sống của chúng ta nó đang rất là nhiều khó khăn thì rõ ràng là cái tư duy của chúng ta nó có một cái gì đó nó chưa có phù hợp với thời đại. Và nhìn ra ngoài kia rất là nhiều người họ phát triển, cuộc sống họ rất phát triển thì rõ ràng là cái tư duy họ rất là thay đổi và họ tiếp cận rất là nhanh. Họ tiếp cận rất là nhanh. Các bạn thấy hồi kia như mọi người mà họ đầu tư á, họ đầu tư forex, đầu tư tài chính, đầu tư tiền rồi đó là họ phải dùng, họ trade. Còn bây giờ các bạn biết không, dùng AI để trade không? Các bạn thấy công nghệ bây giờ nó hay vậy đó. Cả mình còn bất ngờ cái này. Và mình cũng học được cái công nghệ đó và hiện tại mình đang trade bằng AI, nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà những người bảo thủ thì họ không có biết. Họ nói là trên đời này làm gì có cái đó, nhưng mà người ta làm mà. Người ta làm cái mà dám ngồi nói là không có. Rõ ràng cái tư duy rất là lạc hậu. Các bạn chưa? Nhưng mà những người lạc hậu rất là nguy hiểm. Vì sao nguy hiểm? Họ hay nói bố xúa. Còn những thằng làm được, bạn nên nhớ, cái thằng nào đó nó nói cái gì mà bạn không biết á, là cái thằng đó nó đang giàu lắm á. Nó thế nào nó cộn giàu, nó đang nói gì mà bạn không biết. Các bạn thấy cái thằng nào nó đang làm gì mà nó nói cái đó mà bạn không biết á, làng đó nó đang kiếm rất là nhiều tiền. Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? Con cái mà mọi người đều biết đó thì nó chỉ đều thôi. Kinh doanh mà cái gì mà ai cũng biết. Các bạn bây giờ các bạn đi kinh doanh gạo thì lãi nó đâu có nhiều đâu. Các bạn có đồng ý ra điều này? Các bạn đi kinh doanh gạo lãi có nhiều đâu? Các bạn đi kinh doanh những cái mặt hàng bình thường nó có không lạ nó như vậy, ai cũng biết hết rồi. Bạn chỉ bằng trên một giá, trên một đồng một xu người ta biết mất tiêu rồi. Bạn đồng ý ra điều này? Nó là khi mà bạn nghe ai đó nói một cái gì mà lần đầu tiên bạn nghe mà họ quá nhiễu, họ quá đạnh thì người đó họ đang kiếm tiền rất là nhiều rồi. Nhưng mà những người bảo thủ họ cứ ngồi họ bo vậy đó. Vậy thì đời nào mà các bạn mới thành công được? Cứ ngồi bo đó. Cứ ngồi phán xét vậy đó. Nên là chúng ta cần người kinh doanh đó. Mình đang nói cái tư duy của người kinh doanh. Bạn nào mà đang làm công hay bạn nào đang bảo thủ nghe mình nói thì các bạn sẽ sốc lắm. Mình đang nói cái người kinh doanh. Cái chủ đề là mình nói với người kinh doanh. Vậy thì mình không thấy các bạn comment gì hết nha. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream mình, lần đầu tiên với mình thì các bạn comment số 1 để sau livestream này mình biết, mình kết nối với các bạn để mình làm quen với nhau. Đó là cái điều số 2. Cái điều số 3 là đã ok giờ phải đeo đuổi tới cùng, không có từ bỏ nữa chân. Làm việc cái gì là phải đeo đuổi đến cùng. Đã không làm thì thôi, làm là phải đeo đuổi đến cùng. Vì sao phải đeo đuổi đến cùng? Chào bạn Quốc Thanh nhiều.
Là vì sao phải đeo đuổi đến cùng? Bạn đeo đuổi đến cùng, bạn bạn mới học được, bạn mới học được. Học được cái gì? Chính cái đeo đuổi đến cùng, bạn đang giúp, bạn đào tạo chính cái con người bạn. Bạn phải đào tạo chính cái con người bạn. Các bạn nói ý đó nè. Chứ cái sự đeo đuổi đến cùng, bạn mới đang đào tạo chính cái con người người của bạn. Ví dụ như bạn đi học lái xe đi, bạn nói ý không? Bạn đi học lái xe đi. À, mới chia sẻ rồi thầy, tuyệt vời. Bạn nào mà chia sẻ cái live stream này về thì các bạn rất là tuyệt vời. Ví dụ bây giờ mình ví dụ như là bạn đi học lái xe đi. À, và để cái việc học lái xe mà nó thành công thì các bạn phải đeo đuổi đến cùng. Bạn phải luyện lái xe cho đến nơi đến chốn thì tự nhiên cái level lái xe bạn nó lên cao. Nó càng ngày nó càng lên cao. Nghĩa là cái việc đeo đuổi đến cùng nó đang luyện bạn. Nó đang luyện của người bạn lên một cái tầm cao mới. Đó. Còn người nào mà làm khó khăn một chút xíu đòi bỏ cuộc là cái con người đó nó vẫn còn thấp kém lắm. Rất là thấp kém, họ không chịu tháo gỡ. À, nó cái gì cũng vậy, để đi đến cùng là rất cần cái gì ạ? À? Rất cần cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng, cái sự ý chí, cái sự quyết tâm. À, ông Steven Jobs, ông có một cái câu rất là hay. Ông nói rằng là cái khoảng cách của người thành công và người không thành công, đó chính là cái chữ kiên trì. À, đó chính là cái chữ kiên trì. Ông Steve Jobs, ông có cái câu rất là hay. Cái khoảng cách của người thành công và người không thành công, đó là cái chữ kiên trì. Các bạn biết mà để mà mình viết ra được mấy quyển sách, mình kiên trì lắm, mình phải đeo đuổi. Và hiện tại các bạn thấy mình vẫn viết sách. Cái quyển thứ ba là bán hàng online là xem như là xong rồi, đang cái khâu xin phép. Mình đang biên tập cái quyển thứ tư. Quyển thứ tư mình cũng viết xong rồi, đang nằm cái khâu biên tập thôi. Và bây giờ mình đang viết cái quyển thư nằm. Các bạn biết mình phải đeo đuổi lắm nó mới ra sách được. À, để ra được 5 quyển sách. Bây giờ là xem như là mình hoàn tất 4 cái quyển sách rồi. Chuẩn bị mình đang quá trình mình viết cái quyển sách thứ 5. Chào bạn Bùi Thiên Tạo. Thì các bạn biết là phải đeo đuổi, phải kiên trì. Và mình nhớ cái câu chuyện hồi kia ở cái công ty nước ngoài mà mình làm á, và khi mình nghĩ mà ra làm kinh doanh thì mình có hỏi cái ông sếp của mình người nước ngoài, mình có hỏi ổng nè. Trước khi tôi ra tôi làm kinh doanh á thì ông cho tôi cái lời khuyên. Ông hãy chia sẻ kinh nghiệm cho tôi. Cái điều gì mà làm cho ông kinh doanh thành công cho tới bây giờ? Hồi đó ông 50 mấy tuổi rồi. Ông kinh doanh từ đất nước của ông, rồi ông qua đất nước của tôi, ông kinh doanh. Ông rất là giỏi giang. Ông nói, cậu phải kiên trì. Đó, các bạn thấy chưa? Người kia thành công là họ luôn khuyên chúng ta một cái từ nó rất là tuyệt vời, đó là cái từ kiên trì. Tuy nhiên lúc đó nó rất là tuyệt vời hơn nữa. Mình học được những cái từ khác tuyệt vời hơn nữa. Là như thế nào ? Mình lại hỏi ông tiếp. Mình lại hỏi cái ông sếp của mình tiếp. Mình kêu, tôi cũng nghe rất là nhiều người khuyên tôi kiên trì. Nhiều người họ khuyên tôi kiên trì. Tôi đọc sách vở người ta cũng nói là kiên trì. Ông Steve Jobs cũng khuyên tôi là kiên trì. Vậy thì bây giờ tôi hỏi ông này. Tôi đã kiên trì lắm rồi. Tôi kiên trì lắm rồi. Cho tới một lúc tôi không kiên trì nữa nổi nữa thì sao? Thì ông cho mình cái từ khóa thứ hai rất là tuyệt vời. Là ông kêu, cậu phải kiên nhẫn. Các bạn thấy tuyệt vời không ? Phải kiên nhẫn. Mình vỡ ra. Đứng ra đằng sau sự kiên trì, đó là cái sự gì các bạn ơi? Cái sự kiên nhẫn, phải vô cùng kiên nhẫn. Nếu chưa thành công được thì bạn phải kiên nhẫn để bạn làm. Và như thế nào nữa ? Và rất là vui lúc đó. Tại sao mình lại hỏi thêm ổng được một cái câu nữa? Và ổng lại cho mình một cái thêm một từ khóa nó rất là hay. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không? Hồi nãy giờ mình chia sẻ bạn thấy có hứa đó không? Thì các bạn comment xuống đi. Mình nói cái từ khóa gì thì các bạn comment xuống để các bạn nhớ luôn. Chào bạn Hồ Văn Điền. Và như thế nào ? Và mình nói với ông là nếu một ngày nào đó, tôi hết kiên nhẫn thì sao? Tôi kiên nhẫn lắm rồi mà tôi không còn kiên nhẫn nổi nữa thì sao? Thì ổng chia sẻ mình tiếp một từ khóa thứ hai rất là tuyệt vời.
là từ khóa thứ ba rất là tuyệt vời. Ông nói là cậu hãy dùng ý chí để mà cậu kiên nhẫn. Các bạn chưa, cái từ ý chí tuyệt vời, cái từ ý chí, từ kiên trì, từ kiên nhẫn, và phải dùng ý chí để thực hiện cái việc đó. Thì bây giờ mà nói các bạn là các bạn có nhiều người làm một chút xíu là đòi bỏ cuộc, làm chưa đâu tới đâu là bỏ cuộc. Thế mà tính cách đó không phải là tính cách của người làm kinh doanh, tính cách của người là tính cách của người làm công. Chúng ta muốn ra làm kinh doanh thì chúng ta phải kiên trì, đúng không, kiên nhẫn và dùng ý chí để làm cái việc đó. Các bạn nhìn vô chưa? Và một cái phương pháp để tập được những cái việc này nó rất là tuyệt vời, đó là mình phải làm mỗi sáng chạy thể dục. Ngày nào mình cũng chạy thể dục và mình biết muốn chạy thể dục được mỗi ngày phải kiên trì. Vô hình trong cái hành động tập thể dục mỗi ngày nó giúp cho bạn kiên trì. Và để mình mỗi ngày mỗi sáng là mình phải hoàn tất ít nhất là 4 cây số để mình chạy bộ. Thì cái việc mà hoàn tất 4 cây số đó nó làm cho mình phải kiên nhẫn. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba phải kiên nhẫn. Và có những lúc nó mệt, đặc biệt là thường thường là sáng thứ hai sau khi mà mình đứng lớp, thường thường thứ bảy chủ nhật mình đứng lớp 2 ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Và khi sáng thứ hai, sáng thứ hai mình dậy, mình tập thể dục, mình ráng cố gắng, mình vẫn chạy 4 cây số, lúc đó phải dùng ý chí các bạn. Tại vì nó mệt, nó không phải như những cái ngày khác. Những ngày khác như hồi sáng này là mình phải dùng ý chí. Thì vô hình trung, các bạn vô hình trung cái môn thể thao bạn tập luyện nó mỗi ngày nó giúp cho bạn có được gì? Kiên trì, kiên nhẫn, ý chí, sẵn sàng đi về phía trước. Các bạn hiểu chưa? Cái thể dục thể thao đó nó luyện cho chúng ta những tư cách hay không thể tưởng. Hay không thể tưởng các bạn ơi. Về cái người làm kinh doanh thì bạn phải biết mỗi ngày các bạn phải thức dậy bằng tập thể dục để bạn tràn đầy năng lượng, bạn luyện cho mình những cái tính cách nó tuyệt vời. Mà bạn có những cách đó thì trước sau gì bạn cũng thành công được. Đó là cái tư duy số 3. Hồi nãy giờ các bạn học được nhiều mà các bạn, mình thấy các bạn không có comment xuống, không biết các bạn có chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa. Mình nghĩ là các bạn nên chia sẻ để lâu lâu các bạn ngồi các bạn nghe lại, lâu lâu các bạn như thế nào lâu lâu các bạn mất phương hướng, các bạn ngồi các bạn nghe lại, hoặc là bạn bè bạn, người thân của bạn, ai đó mà họ hay bỏ cuộc, họ ngồi họ nghe những điều này thì họ phát triển. Bạn nào lần đầu tiên của mình thì comment số 1 xuống, rồi bạn các bạn của mình follow Facebook của mình, các bạn hãy follow cái trang Facebook của mình, chọn ở cái chế độ xem trước thì các bạn như thế nào các bạn sẽ phát triển rất là tuyệt vời. Cái gì chúng ta cũng phải mọi người một chút. Ok, bạn Mạnh Cương, cảm ơn em, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Mình đang lấy cái bình sữa cho Bambi một chút xíu. Ok chưa? Con gái Bambi, con chào cô chú đi. Con chào cô chú đi. Con chào không? Đừng coi chừng nó ngã con. Các bạn chờ mình lột cái bình sữa cho Bambi một chút xíu. Nó cái này nó cứng quá. Cái này sao nó khó lột hơn mấy cái kia, sao nó bao bị nhiều dữ quá. Này bao bị nhiều quá. Rồi, ok, con chào cô chú không nè. Con chào con chú đi, con chào cô chú đi. Rồi, rồi con nói tiếng với anh đi. Con nói hôm nay cô chú có khỏe không? Con nói một dòng tiếng Anh cho cô chú nghe đi. Nói đi. Con nói tiếng Anh cho cô chú nghe đi. Con gái. Con nói một cái câu gì đi, hay là con hát một bài tiếng Anh đi. Nhé. Hay là con hát một bài tiếng Anh đi cho cô chú nghe. Nghe. Con hát một bài tiếng Anh đi cho cô chú nghe. Không nói đâu, rồi ok con nói thì thôi. Rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi. Bambi chưa sẵn sàng. Bây giờ mình chia sẻ tiếp các bạn ha. Bây giờ mình chia sẻ tiếp. Vâng. Bambi chuẩn bị lên 6 tuổi, tháng 12 thì Bambi 6 tuổi. Hiện tại Bambi đang học lớp 1 trường quốc tế Việt Úc ở bên Sala, quận 2. Ok chưa? Và con chào cô chú đi, con chào cô chú đi, con chào đi. Kêu là con nói
À, con nói là cô chú tối cô chú có uống sữa không con? Ngày nào con cũng uống sữa, con nói bằng tiếng Anh á. Cho cô chú nghe. Ok rồi rồi con nói thì thôi. Ok bye bye con nha. Ok. Rồi, bây giờ tiếp tục. Tiếp tục và bây giờ mình lại gửi đến các bạn cái phần thứ tư. Cái phần thứ tư là luôn có mục tiêu. Các bạn muốn làm kinh doanh mà bạn không có mục tiêu là không có được. Chúng ta phải luôn có mục tiêu. Mục tiêu phải rất là rõ ràng. Cho Bambi qua xong nhạc học đàn piano nè thầy ơi. Ô, cho bạn Linh Hùng. Bambi đã học đàn rồi và hiện tại Bambi đang rất là đàn rất giỏi. Bambi học đàn năm lúc Bambi 3 tuổi lận. Cho tới bây giờ là Bambi đàn rất là nhiều bài rồi. Và trong cái trường quốc tế thì hiện tại họ cũng dạy đàn luôn. Nó là không cần phải đi học ở đâu hết bạn Đình Hùng ơi. Vâng. Và tiếp tục. Tiếp tục các bạn. Chúng ta cần phải có mục tiêu. Người mà không có mục tiêu các bạn biết không ạ? Người ta có thống kê, cái này là của người ta, không phải của mình. Người ta thống kê rằng là cái nhóm siêu nghèo. Em có nghe Bambi đàn thì bé rất giỏi. Vâng, cảm ơn bạn Đình Hùng nhiều. Cái nhóm siêu nghèo là họ không có mục tiêu gì hết á. Họ không có mục tiêu, ngày nào thức dậy cũng vẫn như ngày nào, là cái nhóm siêu nghèo. Cái nhóm nghèo là họ có mục tiêu theo ngày. Mục tiêu bán vé, như những người họ bán vé số, một ngày họ bán 200 tờ vé số là xong. Hoặc là có cái cô bé mà bán hủ tiếu gõ ở phía đằng trước cái trung tâm của mình á. Trước đây 9 năm là cổ đã bán hủ tiếu gõ rồi, cho tới giờ 9 năm cổ vẫn bán. Cái sự khác nhau của cổ là trước kia cổ chưa có chồng, bây giờ cổ có chồng thôi. Cứ mỗi ngày đều bán cái tô hủ tiếu gõ đó 9 năm nay rồi. Và có bữa cổ về rất là sớm, 7 giờ tối cổ về rồi. Mình hỏi sao mà về sớm như cổ đó là ngày nay đủ rồi, ngày nay đủ chỉ tiêu rồi. Họ mục tiêu theo ngày. Đó là cái nhóm nghèo, nhóm siêu nghèo, nhóm nghèo. Nhóm tiếp theo là người ta gọi là nhóm nghèo ổn định, là mục tiêu theo tháng, tới tháng lãnh lương. Nghèo ổn định, nó ổn định nhưng nó nghèo các bạn. Nghèo nhưng nó ổn định đó các bạn. Tới tháng lãnh lương, mục tiêu theo tháng. Tuy nhiên người ta bắt đầu chứng minh ai mà có mục tiêu theo năm là bắt đầu họ một thời gian là họ sẽ khá giả. Thường thường những người làm kinh doanh thì họ hay có mục tiêu theo năm. Những người làm kinh doanh các bạn thấy đầu năm lập kế hoạch và họ đeo đuổi mục tiêu đó để cuối năm họ đạt được mục tiêu đó các bạn thấy. Cái doanh nghiệp thì họ luôn báo cáo theo quý theo tháng để họ đạt được mục tiêu theo năm. Và ai đó mà họ biết có mục tiêu 5 năm, 10 năm thì những người đó họ rất là giàu có các bạn. Mục tiêu 5 năm vào năm họ rất là giàu có. Mình ví dụ với các bạn thôi. Nếu mà cách đây 5 năm mà bạn nào mua đất quận 9 thì bây giờ là bạn có rất là nhiều tiền. Cách đây 10 năm trước mà bạn mua đất quận 2 thì bây giờ bạn có rất là nhiều tiền. Bạn nhung chưa? Cái mục tiêu 5 năm với 10 năm là một mục tiêu rất là khác. Tuy nhiên có nhiều người họ cũng mua đất quận 9, họ cũng mua đất quận 2 nhưng mà họ không có nhiều tiền bởi vì họ mua họ thấy lên lại chút xíu cái họ bán mất. Mình nhớ là hồi kia cách đây 3 năm năm trước, cách đây 4 năm trước mình xuống hôm đó là đi khoảng 4 5 người. Thì khi mình xuống đó mình thấy lúc đó dưới đó là có 7 lô đất. Thì ở dưới quận 9 á, thì mình mua cái bập mình mua 4 lô liền. Mình quyết rất là nhanh. Tại nó giống như cái miếng đất, nó giống như cái bối cảnh mà năm năm 99 năm 2000 mình mua lần rồi nên mình biết mua cái này thế nào cũng rất là lãi. Mình mua liền. Mình mua cái bập liền. Rồi trong đoàn có một bạn đi với mình thì mua có một lô thôi. Nghĩa là chỗ đó 7 lô, mình mua 4 lô, bạn kia mua một lô, 5 5 lô. Tuy nhiên hồi đó mua là nhớ là 10 triệu một mét vuông. Cái vị trí đó nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà khi mà lên 13 triệu mét vuông, chưa được năm sau lên 13 triệu mét vuông, bạn đó bán mất. Mình vẫn giữ lại cho mãi cho tới năm vừa rồi. Cái đợt vừa rồi, mới có mấy tháng này à. Khi mà đất quận 9 lên rất là đỉnh điểm, rất là nhộn nhịp á. Lúc đó mình bán ra thì các bạn biết không, mình lại tới gấp mấy mấy lần lận. Ok, các bạn nhận ra điều này chưa? Cái chu trình nó 3 4 năm là mọi thứ nó sẽ khác liền. Tuy nhiên các bạn kia hồi đó bạn bán ra 13 triệu một mét vuông thôi. Các bạn chưa? Rồi nó có nói lòng như vậy đó, tức là những người nên là những người mà các bạn biết hồi kia cách đây 10 năm mà họ mua đất ở quận 2 là bây giờ họ giàu lắm rồi. Họ giàu kinh khủng, một miếng đất lên triệu đô là chuyện bình thường. Các bạn chưa? Đất ở quận 2 những cái mặt tiền mà lớn đẹp á là bây giờ là khoảng trăm mấy 200 triệu một mét vuông á. Những cái đập mặt tiền chính là các bạn biết á. Nó là chúng ta cần phải có cái mục tiêu và một cái kế hoạch.
trung hạn và dài hạn. Chứ đừng có làm nửa chừng rồi bỏ mất đi. Và cái người làm kinh doanh là loại thành lập công ty ra là phải tính đó 5 năm, 10 năm phải có mục tiêu. Còn không có mục tiêu dài thì làm sao được. Làm là công ty mà cứ y như đi ăn cơm bữa, giống không khác gì cái người bán hủ tiếu gõ. Đi ra làm kinh doanh mà cứ tư duy giống như người bán hủ tiếu gõ. Đi ra làm kinh doanh mà giống như những cái người họ là con buôn ở chợ Bà Chiểu kia vậy á. Thì cứ tư duy như vậy làm sao ra làm kinh doanh được. Chúng ta phải rất là ràng rồi. Cái tư duy thứ năm. Hồi nãy giờ các bạn có nhận ra được cái điều gì? Các bạn có nhận ra bài học gì qua những cái chia sẻ của mình không ạ? Nhận ra đi thì các bạn comment xuống. Và các bạn nói là các bạn nhận ra được bài học đó. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình qua live stream mình thì các bạn comment số 1 để mình làm quen với các bạn. Rồi, cái tư duy số 5 các bạn ghi vô là phải luôn rõ ràng những cái tư duy và cái hành động. Không có đi hai hàng, không có đi hai đường. Phải rõ ràng. Cái sự rõ ràng, cái hướng đi nó làm cho bạn chủ động. Và nó làm cho bạn có năng lượng. Và nó làm cho bạn có mục tiêu. Cái thứ năm là phải rõ ràng. Cứ hai hàng, mình gặp đầy những người hai hàng. Làm công không ra làm công, làm chủ không ra làm chủ. Thì làm sao mà bạn, làm sao mà bạn làm được, làm sao mà bạn tập trung được, năng lượng đâu bạn tập trung. Phải rõ ràng. Rõ ràng trong tư duy và cái cách hành động. Chọn cái hướng đi nào là chúng ta phải chọn dứt khoát cái hướng đi đó. Phải vô cùng rõ ràng. Đi một đường, sống chết cũng đi, bằng mọi giá cũng đi. Không có việc mà cho mình cái con đường rút lui. Không có cái chuyện đó. Không có qua cầu là phải rút ván. Chỉ có một con đường đi. Ra làm kinh doanh là phải đi ra con đường nhanh và đi cúp một đường thôi. Chứ còn đừng nghĩ làm không được thì mình quay về mà làm công, mình xin việc lại. Cái tư duy nó không rõ ràng như vậy. Mình kể với các bạn cái câu chuyện này. Có một cô bé. Mình nhớ cái cô bé đó. Cái cô bé đó tên là Bích Thủy. Mình nhớ cái cô bé đó. Bây giờ là bạn đã ra kinh doanh và tốt rồi. Năm nay bạn 22 tuổi rồi. Hồi bạn tới bạn học lớp mình là bạn mới có 19 tuổi thôi. Và bạn học xong cái lớp 3 tiếng đồng hồ là bạn quyết định bạn nghỉ học liền. Bạn nghỉ học đại học á. Bạn ra bạn làm kinh doanh liền. Bạn đó cực kỳ quyết liệt. Ai cản cũng không được hết. Bạn không cho gia đình biết luôn. Quyết định ra làm kinh doanh. Tại đam mê kinh doanh lắm. Đi một con đường. Rồi sao ạ? Rồi sau đó một năm cái bắt đầu nhà trường mới gửi giấy báo về cho ba mẹ bạn. Ba mẹ bạn mới thấy ngửa ra là con gái mình nó nghỉ học rồi. Bạn không cho ba mẹ biết luôn mà. Rất là quyết liệt vậy đó. Thấy ngửa ra con gái nghỉ học rồi. Và ba mẹ mới kêu bạn về. Và khi mà kêu bạn về đó thì ba mẹ như thế nào ạ? Để mà gì la con gái đó. La đó tại sao phải nghỉ học lại. Thì khi mà bạn về, bạn khi mà ba mẹ nói, ông bà nói, bạn nghe hết rồi. Bạn nói ra một cái rõ ràng trong tư duy là bạn nói là bạn đi học xong rồi bạn cũng làm kinh doanh. Và bây giờ cũng làm kinh doanh thì làm kinh doanh bây giờ nó tốt hơn. Và bạn nói một ý chí rất là rõ ràng với bạn là bạn chọn con đường làm kinh doanh, bạn không chọn con đường nào khác đâu. Vì có đi học đại học rồi bạn cũng làm kinh doanh. Ý chí rất là rõ ràng vậy. Chừng cuối cùng ba mẹ thấy con gái ý chí quá rõ ràng nó như vậy. Mạnh mẽ quá. Nên ba mẹ cảm biết là không có cản nó được rồi, không có ép nó được rồi. Thì người mẹ mới nói là vậy thì con như thế nào ạ? Con hãy lên trường nông lâm đó, con bảo làm cái kết quả báo lưu mà để sau này con làm kinh doanh không được. Thì con quay lại con đi học. Thì bạn cũng dạ cho ba mẹ vui thôi, nhưng mà bạn lên bạn chia sẻ mình là em không lên, em không bảo lưu luôn. Tại vì mình bảo lưu làm chi? Mình bảo lưu nghĩa là mình đang cho con đường mình quay lại rồi. Em nói là em không dứt khoát, em không bao giờ em quay lại. Cũng không bao giờ quay lại theo cái con đường đó nữa. Em sẽ phải làm kinh doanh và rõ ràng rất là tuyệt vời. Năm nay 22 tuổi, bạn đã có công ty ra ngô ra khoai. Đã có nhân viên, doanh số đã lớn rồi, một năm được vài tỷ rồi. Các bạn thấy không ạ? Tuyệt vời. Mà năm nay mới 22 tuổi. Và bạn của bạn bây giờ học, bây giờ mới ra trường và bắt đầu xin vào công ty bạn đó thực tập. Các bạn thấy thú vị không ạ? Phải có tư duy rất là hành động, rất là quyết liệt, tư duy rất là rõ ràng. Phải rõ ràng trong hành động, phải rõ ràng trong suy nghĩ, phải rất là dứt khoát. Cứ hai hàng thì làm sao mà làm được? Không làm được.
Đó là tư duy của người làm kinh doanh. Bạn phải rõ ràng nó như vậy. Nghĩa là vừa rồi mình chia sẻ bạn đã 5 cái tư duy rồi. Chúng ta còn 5 cái tư duy nữa. Các bạn có muốn mình chia sẻ tiếp không? Muốn chia mình chia sẻ tiếp thì các bạn hãy bấm vào cái nút chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đây giờ. Và hồi nãy giờ các bạn học được cái gì thì các bạn comment xuống. Còn 5 nữa. Và mình sẽ có 1 phút quảng cáo nha các bạn. Hồi nãy giờ mình chưa giới thiệu mình chưa gì hết. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Bạn nào chưa chia sẻ thì chia sẻ livestream này về nhà các bạn đi. Mình thấy mới có 75 cái chia sẻ phải chứ 200 cái chia sẻ thì tuyệt vời. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, hiện tại mình là 43 tuổi, mình là người miền Trung, mình là người Khánh Hòa. Các bạn mình uống nước ấy ha, hồi nãy giờ mình nói hoài mà nó uống nước. Mình vào Sài Gòn cũng 20 mấy năm rồi. Và năm 2009 mình là người sáng lập cái vườn ươm doanh nhân B-Training ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái vườn ươm doanh nhân. Vườn ươm doanh nhân, cái chữ để các bạn biết vườn ươm doanh nhân. Cái này là cái khóa học làm chủ doanh nghiệp nổi tiếng của mình. Cái đây là cái chữ B-Training đúng không? Và cái đây là cái địa chỉ. Chỉ có 1 phút quảng cáo thôi các bạn. Xong quảng cáo rồi xong là mình sẽ nói tiếp. Cái đây là địa chỉ và đây là cái website. Các bạn liên hệ với B-Training thì qua này. Mình là tác giả của ba cái quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Chia sẻ cho bạn 101 bài học trong kinh doanh. Và quyển thứ ba là quyển Bị Dân Đầu Quay, cái quyển này bằng tiếng Anh. Bán trên trang Amazon. Và thông qua cái livestream này mà bạn nào trên khắp miền đất nước đặt mua hai cái quyển sách của mình. Hai quyển sách của mình là giá 210.000. Phi ship cho các bạn đến mọi miền đất nước. Các bạn nào muốn mua sách thì các bạn chỉ cần comment cái số điện thoại xuống thì sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Bạn không cần phải chuyển tiền trước. Khi sách về tới nhà bạn thì các bạn mới giao cái quyển sách đó cho giao sách cho bạn đó. Rất là đơn giản, nó như vậy thôi. Thì các bạn nào mà sở hữu hai quyển sách này thì các bạn sẽ được add vào một cái group. Cái group này là cái group của những người làm kinh doanh. Các bạn sẽ có dịp giao lưu với tất cả các bạn làm kinh doanh. Và mình có những bài học về kinh doanh, những cái câu chuyện về kinh doanh, những cái live stream, những thắc mắc bạn về kinh doanh, mình sẽ chia sẻ ở trong cái group đó. Cái group đó là cái group kín, group bí mật. Chỉ những người có đủ hai quyển sách thì các bạn mới được vào trong cái group đó. Bây giờ thì hiện tại cái group này thì được vài trăm người rồi. Toàn là những người rất là tuyệt vời. Và nếu mà các bạn sắp tới thì cái điều kiện vào nó sẽ khó hơn. Sắp tới cái quyển online ra thì bạn phải sở hữu 3 quyển sách thì các bạn mới được vào. Hiện tại thì 2 quyển sách thôi thì được vào. Và cái phí ship về nhà các bạn thì phí ship luôn. Và thứ năm hàng tuần thì mình có cái lớp chia sẻ bạn về khởi nghiệp và kinh doanh hoàn toàn miễn phí. Ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đồng Nai, ở Bình Dương, ở Long An. Bạn nào rảnh thì thứ năm hàng tuần chạy về B-Training học buổi tối. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã nghe cái quảng cáo của mình. Và bây giờ là hết 1 phút quảng cáo rồi. Bạn nào mua sách thì các bạn comment số điện thoại xuống đi các bạn ơi. Comment số điện thoại tôi, sách sẽ giao nhà các bạn. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta lại chia sẻ tiếp. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống, các bạn nói sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta chia sẻ tiếp. Cái tư duy số 6 là phải biết trả giá. Phải biết đánh đổi. Cái gì cũng muốn, cái gì cũng ôm thì không làm được. Đó. Chúng ta phải sẵn sàng trả giá. Vâng, bạn Hồ Văn Điền. Ngày mai sách sẽ được giao cho bạn. Các bạn phải biết trả giá. Ok chưa? Chứ làm gì có cái vụ cái gì cũng muốn hết, cái gì cũng muốn giữ mà có. Ok, bạn Quốc Thanh, bạn có sách chưa? Bạn Quốc Thanh ơi. Ok chưa? Bạn sẵn sàng trao đổi, sẵn sàng đánh đổi. Mình thì mình sẵn sàng đánh đổi, mình sẵn sàng trao đổi để đạt được mục tiêu mình sẵn sàng đó. Ví dụ như vừa rồi mình đi Brunei, đúng không? Thì khi mình lên nghiên cứu thì nó có 3 phương án đi. Phương án thứ nhất là bay thẳng từ Việt Nam, bay qua Brunei luôn, đi hãng hàng không Brunei.
Phương án đó là phương án mắc nhất. À, chào bạn Hoa Trang tuyệt vời. À, chào bạn Hoa Trang tuyệt vời. À, cái phương án thứ hai là phương án gì ạ? À, là phương án bay từ đây qua Mã Lai và từ Mã Lai bay trung chuyển nữa. Và phương án thứ ba là bay từ đây qua Mã Lai và đi xe buýt qua. Có 3 cách để chúng ta đi Brunei. À, cái cách 1 là cách mắc nhất. À, chúng ta mua vé bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh là mắc nhất, là khoảng gần 10 triệu. Cách 2 là rẻ hơn, khoảng 7 triệu là bay qua Mã Lai rồi từ Mã Lai mới bay đi Brunei. Và cách thứ ba là cách rẻ nhất. À, là bay qua Mã Lai rồi đi xe buýt đường bộ qua. Đi rất là dài. Nhưng mà mỗi cách nó cần phải có những cái trả giá khác nhau. Ừ. Rẻ hơn thì tốn thời gian hơn. Chừng cuối cùng mình chọn đi cách thứ 1. Cả đoàn mình quyết định chọn cách thứ 1. Bỏ ra xích xót 10 triệu, 9 triệu mấy để mua vé bay qua. Vậy thì chúng ta trả giá cái gì ạ? Chúng ta phải trao đổi cái gì ạ? Chúng ta muốn tiện thời gian hơn, muốn đơn giản hơn, muốn khỏe hơn thì chúng ta phải trả cái giá nhiều hơn. Cái đó là quy luật của cuộc sống. Bạn muốn xây dựng mối quan hệ với một người nào khác thì bạn cứ bạn phải sẵn sàng là mời người đó đi uống cà phê. Các bạn sẵn sàng là có một cái quyển sách, một món quà đó bạn tặng cho người đó, thì bắt đầu người đó mới quý bạn, rồi họ mới chia sẻ kinh nghiệm cho bạn. Những người họ không sẵn sàng trả giá thì họ sẽ được chẳng được cái gì đâu. Chào bạn Tiến Trần. Ngày mai các em nó sẽ giao cho bạn. Chúng ta phải sẵn sàng trả giá. Hoặc là nó rất là đơn giản thôi, mà không phải là mình nói để mình bán sách, không phải, mình ví dụ thôi. Các bạn muốn kết nối với mình sâu hơn thì các bạn mua cái quyển sách của mình, và mình rất là vui khi các bạn sở hữu cái quyển sách của mình, thì tự nhiên mình cảm giác là mình nhiệt tình hơn với bạn. Khi bạn hỏi mình cái điều gì, các bạn có đồng ý? Cái đó là cái quy luật cho và nhận mà. Cái đó là cái khả năng trao đổi. Còn mình muốn được mà mình không muốn nhận cái gì hết thì làm sao mà có được? Cái đó là cái quy luật của sự trao đổi. Mình cũng vậy. Mới hồi chiều mình trao đổi với một bạn. Bạn đó là cũng học viên của mình. Bạn 4-5 năm rồi. Bạn rất chuyên sâu về online. Và mình nói chuyện với bạn và mình nói là bây giờ mình rất là bận. Mình nhờ bạn dành cái thời gian. Dĩ nhiên là bạn đó rất là bận. Bạn làm cho rất là nhiều công ty, bạn tư vấn. Mình nói là bây giờ em ngồi, em cùng với nhân viên của mình, cứ mỗi tuần là em tới xem lại cái hệ thống online lại hết của mình, cho nó tươm tắt đi cho hồi giờ. Và bạn cứ ok, sẵn sàng. Bạn đó sẵn sàng giúp mình. Bạn sẵn sàng giúp không đồng. Nhưng mà mình nói không được. Như vậy là không được. Như vậy thì mình không có nhờ em. Vì thì làm cái việc đó, một tháng mình phải trả em bao nhiêu, và mình muốn cái công việc này em tập trung làm liên tục trong 3-4 tháng để cho mọi thứ nó tương tác. Rồi nhân viên mà nó yếu gì thì em phải huấn luyện luôn. Và thế là bạn đó ra một cái giá, và mình thấy rất là ok. Và thế là bắt tay làm, và bắt đầu là trong bạn bắt tay bạn làm ngay trong tuần này luôn. Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? Dĩ nhiên là bạn không phải tới công ty mình, bạn không cần, bạn tới bạn họp thôi. Rồi bạn nào đó lên kế hoạch làm qua online kiểu gì cũng được, miễn sao nó đạt kết quả. Có chúng ta phải sẵn sàng trả giá, chúng ta phải sẵn sàng trao đổi để chúng ta đạt được một cái gì đó. Làm gì có cái chuyện mà muốn nhận mà chúng ta không. Những cái người có tư duy vậy thì chúng ta sẽ không có được. Nghĩa là chúng ta để cái con đường làm kinh doanh thành công thì chúng ta phải sẵn sàng trao đổi và trả giá những cái gì chúng ta chưa có, để chúng ta đạt được. Chúng ta trao đổi với họ bằng cái những gì chúng ta có, chúng ta mạnh hơn. Đó là tư duy của người làm kinh doanh. Chứ không phải là cái gì cũng muốn, nhưng mà không muốn bỏ ra cái gì, cái tư duy tính toán eo hẹp đó thì bạn chỉ đi làm công thôi. Bạn làm kinh doanh bạn không có thành công được đâu. Nhân viên của bạn nó sẽ không cống hiến cho bạn đâu. Những đối tác của bạn họ cũng không thèm chơi với bạn đâu, bởi vì bạn toan tính quá. Ok chưa? Rồi tiếp tục tư duy số 7 là nếu thất bại thì chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận thất bại. Tuy nhiên thất bại một cách rất là thanh lịch, phải học được cách thất bại thanh lịch. Sẵn sàng thất bại, bởi vì chưa làm thì chưa biết nó thắng hay thua. Nhưng mà nếu thua thì hãy biết cách thua một cách rất là thanh lịch. Đừng có thua đau khổ, đừng có thua chúi mũi, đừng có thua mà cuộc đời không thể làm lại được cái gì khác. Hãy biết thua, nếu có té thì té một cách rất là thanh lịch.
té một cách rất là nhẹ nhàng, té một cách mà sau đó đứng dậy được. Đừng có té theo cái cách mà không bao giờ đứng dậy được. Chúng ta đừng có té theo cái cách đó. À, hãy học được cái cách té nhưng mà vẫn có thành lực. Học theo cái cách té mà sau đó đứng dậy được liền. À, đừng có học cái cách mà té cái sợ luôn, té cái bỏ nghề luôn, té cái bỏ của chạy lấy người luôn. Thì cái cách té đó là cái cách té của những người thất bại. Những người tưởng đâu ngon ăn lắm, nhảy vô ai ngờ không được, cái té một cách cái trốn luôn. Hãy học cách té một cách rất là thanh lịch. Nếu có té thì té thanh lịch. À, nếu có té thì té một cách nhẹ nhàng. Nếu có té để chuẩn bị cái hành sau đó đứng dậy tiếp. Té cái kiểu gì mà té xong cái sợ luôn, bỏ của chạy lấy người luôn, yên luôn. Thì cái cách té đó là cái cách té của một người không có nghề thuật sống. Ok chưa? Cái cách té của một người cố chấp, cái cách té của một người mà tham lắm, là té túi chú mũi luôn. À, ý ở đây mình muốn gửi đến các bạn hãy biết cách té một cách rất là thanh lịch. Là tất cả những người mà làm kinh doanh thành công họ té nhiều lắm các bạn, nhưng mà họ té thanh lịch. Họ mắc keo này, họ bày keo khác, sau đó họ đứng lên rất là ngọt. Hãy biết cách té một cách rất là thanh lịch các bạn ạ. Và vậy là vừa rồi mình chia sẻ bạn cái thứ 7 rồi. Bây giờ cái thứ 8, thất bại thanh lịch, té thanh lịch, đúng là bạn Kiên Giang rồi. Mình chia sẻ bạn đến cái thứ 8. Cái thứ 8 là gì? Đừng cứ để cái quá khứ nó vướng chân vướng tay chúng ta nhiều quá. Hãy biến quá khứ thành một cái câu chuyện và một bài học. Rồi sau chúng ta đi về phía trước. Đừng cứ để cái quá khứ, cái người nào mà để cái quá khứ nó lưu luyến, nó giữ cuộc đời bạn lại nhiều quá thì bạn không có làm được đâu. Các bạn nên nhớ, hãy ghi nhận quá khứ là cái để chúng ta cọ sát. Quá khứ là cái bước đạp để chúng ta đến tương lai. Dù quá khứ bạn có ê như thế nào thì các bạn hãy cắt nó đi, cắt đuôi quá khứ đi. Biến quá khứ thành một cái câu chuyện đầy cảm hứng cho bạn để bạn đi về. Có những người sống trong quá khứ nhiều quá. Có những người suốt ngày khoe với mình là hồi kia tôi học giỏi lắm, tôi có bằng cấp giỏi lắm. Mình chỉ hỏi lại, vậy bây giờ hiện tại nè, bạn đang sống hiện tại, bạn không đâu sống quá khứ. Bây giờ bạn có được mấy cái sổ đỏ rồi. Nếu quá khứ có nhiều bằng cấp thì bây giờ phải có nhiều sổ đỏ. Còn nếu quá khứ mà có nhiều bằng cấp mà bây giờ không có sổ đỏ thì quăng hết mấy cái bằng cấp đó đi. Bạn hình dung chưa? Sống cho hiện tại chứ đừng có sống cho quá khứ. Hiện tại chúng ta đang có gì, hãy sống cho hiện tại. Quá khứ thì ai cũng có thể là có những người có quá khứ huy hoàng, có những người có quá khứ thất bại, có những người có quá khứ tệ hại. Tuy nhiên dù sao nó cũng là quá khứ. Vứt nó qua một bên, biến nó thành câu chuyện, biến nó thành bài học. Và hiện tại chúng ta đang sống cho hiện tại thì chúng ta hãy sống bằng hiện tại. Cứ mãi cứ quá khứ hoài thì làm sao mà khá được. Năm ngoái doanh thu cao, năm ngoái khách hàng nhiều, đó là chuyện của năm ngoái. Năm nay mà khách hàng ít thì đừng có lấy cái chuyện của năm ngoái mà kể, mà hãy lấy cái nguồn cảm hứng của năm ngoái. Mà như thế nào làm sao cho năm nay tốt hơn năm ngoái? Các bạn có nhận ra điều này không? Chứ đừng có nói là năm ngoái tôi rất là tuyệt vời, năm nay tại vì khó khăn. Không phải, tự nhiên như vậy không được. Quá khứ là ghi nhận, là thành câu chuyện, là thành bài học để chúng ta có cái cảm hứng để chúng ta làm năm nay nó tốt hơn. Còn năm nay mà không hiệu quả thì không được. Nó là nhiều người cứ mãi sống trong quá khứ thì không có được đâu. Và hãy luôn nắm bắt cái thứ 9. Mình muốn nói các bạn cái thứ 9, nghĩa là hãy luôn tìm hiểu và nắm bắt cơ hội mới và xu thế mới. Các bạn nốt vô đi. Không biết hồi nãy giờ mình nói các bạn có nốt vô không. Chúng ta luôn luôn vậy, luôn tìm hiểu những xu thế mới và nắm bắt cái xu thế mới. Đừng cứ ngồi lạc hậu, ngồi đó cứ bám theo cái cũ hoài. Đây những người vậy á, mình gặp một cái anh đại gia kia và bây giờ anh đang tê tu luôn. Hồi kia anh kinh doanh theo cái cách cũ, anh mở cửa hàng sau đó anh lớn lắm, anh là đại gia của Sài Gòn các bạn, tiền nhiều lắm. Nhưng mà 2-3 năm gần đây anh tê tu luôn. Bởi vì anh kinh doanh theo cái cửa hàng đó, chi phí vàng lớn mà bây giờ khách người ta không mua theo cái cách đó nữa. Người ta lên online hết rồi, mà bây giờ online anh không biết dịch. Thậm chí cái Facebook bây giờ anh không biết sử dụng. Anh online, anh có được cái tài khoản Facebook mà anh up cái hình gì, nó không phải cái hình của anh.
cái anh vừa lên Facebook mà lên có xem rần rần á, ảnh 57 tuổi rồi mà bây giờ những tài sản ảnh cũng còn nhiều, nhưng mà năm vừa qua ảnh mất cả 100 tỷ các bạn, à, tê tô luôn. Mình gặp ảnh mình nói chuyện với ảnh hoài mà ảnh không thay đổi ảnh gì. Ảnh là cái top người là không có bắt nhịp được với thời đại, chậm bắt nhịp với thời đại quá. Một trong những người làm kinh doanh là chúng ta phải bắt nhịp với thời đại rất là nhanh chóng. Cái tư duy luôn sẵn sàng đón nhận cái mới. Phải nhìn thấy. Hồi nãy mình nói với các bạn rồi. Người nào mà họ đang làm cái gì mà chúng ta không hiểu, họ đang nói cái gì mà chúng ta không hiểu, họ đang biết cái gì mà chúng ta không hiểu là họ đang kiếm rất là nhiều tiền. Còn mà bạn nói cái gì ra người ta cũng biết hết rồi, thì cái cơ hội bạn không còn kiếm tiền nhiều nữa. Mình đã nói đi nói lại rồi. À, tức là người làm kinh doanh chúng ta phải rất là vô cùng nhẹn và nhạy bén với cái tư duy là bắt nhịp với cái mới, luôn luôn để một cái khoảng trống, một cái ngăn tủ trong cái đầu của chúng ta là sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Nghe ai đó nói cái gì mới là chúng ta phải ngồi nói chuyện với họ, chúng ta phải tìm hiểu anh làm cái này như thế nào. Ví dụ như là mình nói là mình có phương pháp đầu tư, đầu tư bằng phương pháp cái con AI á, cái con trí tuệ thông minh nhân tạo. Mình chơi, mình kiếm tiền, mình chỉ cho rất là nhiều bạn chơi, mà đầy những người cứ ngồi hình dung cái gì mà nó lạ, cái gì nó mới ấy. Mình là cái gì mới mình thử, mình nhẹm lắm. Bởi vì mình luôn luôn chứa đựng một cái ngăn sách ở trong, một cái ngăn trong đầu mình là luôn tìm hiểu cái mới. Các bạn biết đôi khi mình thấy cái gì mới mình bỏ tiền mình đọc, thậm chí mình bỏ tiền mình mời người đó về nghe mình nói, mình nghe xong rồi ok, cũng chưa bao giờ mình áp dụng hết á. Nhưng mà để làm gì? Để mình biết được cái mới, để người ta nói gì mình hiểu. Chứ người ta nói cái gì mình không hiểu mình cứ ngồi mình phán không à, vậy thì đâu có được. Nên là tiền ảo mình cũng biết, công nghệ blockchain cũng biết, công nghệ AI mình cũng biết, Big Data là gì, iCloud là gì, Internet of Things là mấy đó, là mình bỏ hết, mình đi tiền chuyên gia, mình ngồi mình nghe, mình bỏ, thậm chí mình bỏ mấy chục triệu mình chui vô những cái lớp của các chuyên gia nước ngoài, mình ngồi mình học nghe rồi về, mình không có làm gì hết á. Bởi vì những cái công việc cũ của mình là nó đã ok rồi, nhưng mà khi người ta nói gì là mình biết hết, mình luôn luôn đón nhận cái mới, cái chuyện rất là bình thường. Có gì đâu, nó là cái người thành công là người phải luôn biết tiếp nhận cái mới, phải luôn đón đầu những cơ hội mới, luôn tìm hiểu những kiến thức mới. Cái đó là cái mà nó phải luôn nằm trong cái đầu của các bạn. À, rồi vừa rồi là cái thứ 9, cái thứ 10. Cái thứ 10 là một cái vô cùng quan trọng. Các bạn có sẵn sàng để mình đọc mấy cái thứ 10 chưa? À, sẵn sàng chưa? Hồi nãy giờ mình thấy các bạn nghe mà các bạn không có được comment xuống, các bạn comment xuống thì mình mới vui. Và bạn nào mua sách mình thì các bạn mua sách đi. À, comment vào mua sách. À, mua 2 quyển sách mình sẽ gửi đến nhà các bạn khắp mọi miền đất nước. À, cái số 10. À, các bạn đọc 2 quyển sách của mình là các bạn sẽ mở mang rất là nhiều cái mới nữa. À, bạn sẽ mở mang rất là nhiều. Cái số 10 này. Cái số 10 là một cái vô cùng quan trọng mà tất cả những người làm kinh doanh thành công họ đều có. Đó là luôn biết ơn những người giúp đỡ mình. Các bạn ghi vô, cái này là cái mình nói là cái đây là một cái sức mạnh. Đây là một cái sức mạnh vô cùng tuyệt vời. Luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Ok. Tất cả những người đã giúp đỡ mình trên cái hành trình cuộc sống trong kinh doanh. Chào bạn Út Gạo rất là tuyệt vời. À, đã mua và đọc hoàn xong rồi, rất cảm ơn bạn Thuần Bùi. À, luôn gì các bạn ơi, luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Khi các bạn biết ơn nghĩa là bạn đã trao đi một nguồn năng lượng vô cùng tuyệt vời, bạn sẽ nhận lại nguồn năng lượng rất là tuyệt vời. À, trên cuộc sống chúng ta có 3 cái từ mình rất là thích, đó là cái từ gì? Cái từ thứ nhất là cái từ lòng biết ơn, là nó cao hơn. À, cái hai là từ tình yêu, love, yêu thương, sẵn sàng yêu thương những người khác. À, ok chưa? Và cái từ thứ ba là cái từ gì ạ? À, cái từ luôn vui vẻ bình an mỗi ngày. Ok chưa? Luôn biết ơn những cái người đang đi trên, những người đã đóng góp trên hành trình của mình. Và chính cái sự biết ơn của bạn đó, bạn sẽ là một người rất là mạnh mẽ, bạn sẽ là một người rất là nhiệt huyết, sẽ một người sẵn sàng làm nhiều hơn, một người sẵn sàng cống hiến nhiều hơn. Còn những người vô ơn, những người không biết ơn, những người họ gặp cái gì là họ phủi cái đó, thì các bạn sẽ thấy rồi,
họ càng làm họ càng hết năng lượng, bởi vì họ không còn nguồn cảm hứng. Họ càng làm họ càng cảm giác cuộc đời nó không có ý nghĩa. Họ càng làm họ càng thấy cái cuộc sống nó rất là nó nhạt nhẽo. Những người nào họ luôn biết ơn là những người đó họ rất là mạnh mẽ, họ rất là nhiệt huyết, bởi vì họ nhận được cái nguồn năng lượng của vũ trụ. Nguồn năng lượng của vũ trụ là nguồn năng lượng biết ơn. Bạn không tin, sáng nay bạn thức dậy, bạn thấy những cái cây hoa lá và bạn biết ơn những cây hoa lá đó, ok, là tự nhiên bạn thấy con người bạn nó rất là tuyệt vời. Sáng nay bạn thức dậy, bạn quý cái sức khỏe của mình, bạn thấy hôm nay là bạn sức khỏe rất là tuyệt vời, thì tự nhiên con người bạn nó rất là tuyệt vời. Luôn luôn biết ơn, luôn luôn biết ơn những đồng tiền chúng ta nhận được. Các bạn nhớ là luôn biết ơn những cái đồng tiền đến với túi của chúng ta, luôn ơn những cái đồng tiền của đến với túi của chúng ta, thì cái đồng tiền chúng ta nó sẽ rất nhiều. Luôn biết ơn những đồng tiền đi ra khỏi túi của chúng ta, mỗi đồng tiền đi ra khỏi túi của chúng ta, các bạn hãy cầu chúc cho nó mang hạnh phúc đến cho nhiều người nữa, và cái đồng tiền đó nó sẽ đi vào túi những người khác và nó mang ấm no cho rất là nhiều người khác. Hãy ok chưa? Hãy cảm ơn, hãy cảm ơn những đồng tiền đi ra khỏi túi của chúng ta, bạn đã vào túi mình, bạn đã giúp cho mình giàu có, các bạn đã giúp cho mình thành công. Đồng tiền này bạn đã giúp cho mình mua được cái chai nước này, đồng tiền này bạn đã giúp cho mình mua được cái bánh này, đồng tiền này đã giúp cho mình. Vậy thì bạn hãy, khi mà bạn ra khỏi túi mình, bạn hãy giúp cho nhiều người thành công và giàu có nữa. Và luôn biết ơn những đồng tiền đi vào túi của mình. Những người mà họ luôn có tấm lòng biết ơn, cái điều số 10 đó mình luôn nói bạn á, những người luôn có tấm lòng biết ơn thì những người đó là những người họ rất là tuyệt vời, và năng nguồn năng lượng họ luôn vô tận. Và những cái nguồn lực luôn luôn đi về giúp đỡ họ. Những con người đó rất là tuyệt vời, những con người đó rất là khôn ngoan, họ vô cùng khôn ngoan. Cái chữ kia là cái chữ vô ơn, cái chữ này là chữ biết ơn. Chúng ta chỉ cần thay đổi lại thôi, thay đổi cái chữ vô ơn thành cái chữ biết ơn thôi, là cuộc đời chúng ta nó sẽ rất là khác. Đều là hai chữ á, một chữ là vô ơn, một chữ là biết ơn. Nhưng cuộc đời bạn sẽ luôn luôn thay đổi khi bạn luôn biết ơn những cái gì đó đến với cuộc đời của mình. Bạn là người rất là tuyệt vời. Hãy tỏ một cái tấm lòng thành cái nó như vậy. Bạn là người rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái livestream của mình buổi tối hôm nay. Rất là tuyệt vời các bạn. Thay vì giờ này các bạn ngủ thì các bạn lại đi xem livestream. Và các bạn hãy chia sẻ livestream này về nhà các bạn, để một lần lúc nào đó các bạn nghe lại. Các bạn nghe lại các bạn sẽ rất là cảm hứng. Và bạn nào mà chưa có sách của mình, hãy comment số điện thoại xuống và hãy mua sách của mình. Sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hai quyển sách là 210.000, free ship cho các bạn luôn, giá đó là giá bìa. Các bạn cũng không cần phải chuyển tiền trước, cái người giao sách tới nhà bạn đó, bạn gửi tiền cho họ. Và các bạn sẽ được add vào một cái group. Cái group đó là những người sở hữu hai quyển sách mới được vào trong cái group đó, và bạn có cơ hội kết nối tất cả những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này. Và mình sẽ chia sẻ những bài viết, những cái livestream vào trong đó, mình sẽ trả lời những câu hỏi kinh doanh các bạn vào trong đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem chương trình livestream của mình tối hôm nay. Chúc các bạn một buổi tối ngủ rất là ngon. Bye bye các bạn.